Hello, xin chào cả nhà nha. Cái vui cả nhà quay lại kênh của An Lại cả nhà ơi. Hôm nay cuối tuần thì mình cũng quay lại tiếp tục đi bắt cá nữa cả nhà. Này tới đây thì thấy nước cũng rộng rồi nè cả nhà. Để mình đi thả lưới nha cả nhà. Mình có gì tí nữa mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Rồi, lưới mình bổ xong cả nhà ơi. Nay mình đi có bạn Linh đi theo. Rồi cá đồng trong dính rồi cả nhà. Đây đây này, nếm cái đầu này nè. Đầu đó, này. Nếm cái đầu đó vậy mình cuốn nhanh hơn. Rồi, vô mánh cả nhà ơi. Quá vô mánh rồi. Có lý. Nay được cầm máy quay lên nghe cả nhà. Cho cả nhà xem trực tiếp bắt cá luôn. Lậm rồi phải không? Quá trời vô mánh rồi. Đó. Úc giữa này chắc ít quá. Giữa này nghe nó hiu. Ừ. Hôm nay chưa có bủa dưới này lần nào hết. Đi mà sáng không đem nón nãy gì theo chơi vậy? Đi đâu đem nón chị? Còn ta lưới dưới đó giờ lục bình quá trời luôn. Xem. Có lý, có lý. Tổ quần à? Đừng giống vợ đậu nha. Nè, nghe khúc này mới giữ nè. Ui. Rồi, vô máy nè cả nhà ơi. Đây được hơn hào, cái dân lưới, cái lưới thằng hào thì thôi luôn ơi. Hào ơi, chị mày đang nói xấu rồi nghe hào. Có nghe được thì có trách gì cứ trách nghe hào. Cổ tay nó quá rồi đá tôi chưa nói. Quá rồi. Rồi, vô máy ơi. Em hồi dân được mấy nước kìa. Rồi. Cái này là dữ lắm rồi. Đó. Rồi. Tay này cũng được dài lại nha cả nhà. Ừ, dính nẹo con hết rồi. Bỏ sợi dây cho. Bỏ đi. Cái lưới này súng nhờ gửi cho không biết nào à. Chủ. Chủ có con ga con không? Con nó bự quá. Tay này nặng chứ bộ. Tự nhiên Linh sát cá sao á Linh. Bổ xuống là nó đâm la gai rồi đó. Đây rồi, có lý tay này rồi. Không quá xong vậy chứ dầm không ngon bằng dinh rượu. Ông nói chung là tùy lúc quá. Có lúc bữa xong cũng nhiều lắm. Không phải đâu. Đó có gì nè. Chiếc này cho ăn cá lồng tông mà chừng nào mà ngán thì la lên tao ngán cá lồng tông rồi thì thôi. Dính nẹo lưới hết trơn nè. Tại hồi trước tới giờ tay này là nhiều nhất. Ai nói à? Ai nói vậy?
tay này chỉ có lẽ nhỏ hơn lúc trước thôi. Lấy giò đạp chỗ này nè anh. Lấy lưới nè, ngày hôm qua có dính gì không? Con chưa cứu mẹ ơi. Trời ơi, qua nay chưa thăm. Đi lấy lại rồi, rồi đi mặn luôn. Dính xịn nữa rồi. Ui. Cá này cá nhỉ. Cá lồng tông này, cá lồng tông đá cả nhà. Mới cứ gỡ được có một đoạn thôi, được nhiêu rồi cả nhà. Cả nhà ơi, cái video của mình á, mình không có chỉnh sửa, quay xong rồi mình đăng thôi cả nhà. Thì cái thời gian của nó cũng không có cố định. Cả nhà yêu mến nó an lầy nhớ bật chuông kênh nghe cả nhà. Để cho kênh của mình tự động thông báo rồi cho cả nhà cùng xem nha. Mằng cái đầu gối luôn giờ nè. Đây, ở đựng khúc mà cá về nè cả nhà. Vẫn còn nè cả nhà ơi. Này thì có bạn Linh đi cầu mồi cũng gỡ phụ. Hôm nay bạn này chắc sát cá sao cả nhà. Cá hôm nay bổ cá dính quá chèn nè. Rồi cả nhà ơi, gỡ lưới xong rồi, giờ đi kiếm chỗ bổ tiếp cả nhà. Đi cặp bên mé bên đây nè. Chú ơi, thường bộ lưới không? Bộ suốt cái gì? Dưới từ điện rồi suốt. Đây, theo bờ kênh này cả nhà. Dính gác. Dân lưới dính gác bình thường mà dân lưới mà dính cá nhiều mới gọi là bất thường phải không? Rồi đầu đẳng là đâm về kìa cả nha. Khúc này vậy chứ chút nữa cá ít á. Nói khúc này cá ít á. Bắt đầu lại đây dài đắng. Cái đầu bắt đầu từ cái đầu này nè. Ừ, đây dài tới đắng kìa. Tại khúc này nó ít nục á. Cái khúc này kia. Chân lưới kim luôn mò cá. Đó, cá hồi trước chuối nữa đó. Cá hồi trước chuối. Cá gù. Gù nó chỉ sẵn thôi, nó đi lên à. Ừ. Có lóc với chê á. Rồi cả nhà, mình tạm kết thúc video ha. Mời cả nhà xem video tiếp theo cả nhà.